Cảm ơn mọi người đã luôn theo dõi và ủng hộ. Xin chân thành cảm ơn. Rất biết ơn nhóm khán giả luôn luôn hướng về một chương trình. Tạo Quân cũng xin dành hết những cái tình cảm yêu ái nhất dành cho khán giả. Giấu nhưng mà tao, tao giấu nhá. Còn điện tiếng kêu kêu em với anh ạ. Cho dù ai tuổi muốn viết những thứ mới là một thứ chuẩn bị, cho dù ngắn hay dài cũng đều có một cảm giác lo lắng, vui, rất vui. Cho truyền Ngọc Hoàng vào chầu. Ui giời ơi, năm nay là kỷ niệm 20 năm, năm đầu tiên chương trình Táo Quân lên sóng, cũng là năm em vừa tròn 10 tuổi. Và bây giờ là em đã có một... Em 30 rồi á? Em 30 tròn ạ? À? Anh tưởng mày 31. Đó là một niềm hạnh phúc tự hào của em xin hết. Nhờ làm việc gương mẫu mới có ngày hôm nay. Chích 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 có leo leo, ồ leo, ồ leo. Lúc xưa em lớp 7 sân Táo Quân thì ngày đấy thì vẫn gọi là tivi tivi màu mà rất là dày to. Ngày đầu tiên được tham gia Táo Quân thì lúc đấy em chưa có gia đình. Và đến bây giờ thì đã có hai đứa con rồi anh ạ. Một trai một gái. Có nghĩa là trình cũng rất là nhiều kỷ niệm. Cậu là ai? Hả? Em Thiên Lôi anh. Bỗng dưng một ngày được đứng cùng sân khấu với các anh, đấy là một hạnh phúc to lớn. Thân sống thế này thì thà chết còn hơn, làm ăn thì thua lỗ, càng làm thì càng. Anh đang báo cáo gọi lại sau. Được đứng cạnh anh chị, được làm những một trong những cái chương trình chủ đề hot nhất của VTV trong rất nhiều năm mà khi còn rất là trẻ, thế thì nó là hạnh phúc chứ. Nói chung thì nó vẫn như mọi năm thôi, nhưng mà năm nay thì 20 năm thì nó cũng là 20 năm đấy, cũng dài đấy. Xin hết ạ. Xin hết. Câu trả lời đầy cảm xúc. Tuổi 20 là tuổi rất đẹp, 20 năm cũng là hai thập niên, 20 năm mà nếu mà thêm 2 năm nữa là 24 năm. Và 12 năm thì là một vòng tuần hoàn của hai con giáp. Thêm 2 năm thì chỉ là 22 thôi. Thêm 4 năm nữa thì là 24 năm, tức là hai vòng tuần hoàn của hai con giáp. Đối với cá nhân tôi, phải nói thật sự là kỷ niệm 20 năm nó nhiều đến mức độ bây giờ không thể kể nổi, xúc động quá. Xin hết ạ. Năm nay là năm lần đầu tiên tôi ăn mì buổi đêm. Sức khỏe thì nó suy kiệt rồi nhưng mà tinh thần vẫn như những năm đầu. Nói chung là vẫn thích. Rất là mong chương trình được mọi người đón nhận. Thật là nhiều cái tràng pháo tay, chúng tôi sẽ cố gắng. Rất là vui khi là 20 năm chúng tôi có giận nhau, có dỗi nhau. Nhưng mà đến ngày hôm nay, suốt chặng được 20 năm chúng tôi vẫn ở bên nhau như thế này. Tôi chỉ mong rằng là chúng tôi sẽ ở bên nhau mãi mãi như thế này. Cái điều quan trọng nhất đối với gia đình nhà Táo chúng tôi, đấy là trong suốt 20 năm qua, chúng tôi có khán giả của chúng tôi luôn luôn ở bên cạnh chúng tôi, động viên chúng tôi rất là nhiều. Có khán giả mới có chúng tôi ngày hôm nay, đấy, mới có gia đình Táo ngày hôm nay. Cảm ơn mọi người đã luôn theo dõi và ủng hộ. Xin chân thành cảm ơn. Rất biết ơn nhóm khán giả luôn luôn hướng về một chương trình. Tạo Quân cũng xin dành hết những cái tình cảm yêu ái nhất dành cho khán giả. Anh Thắng. Đấy, quả kia sao đây? Ui. Đây, sao cái này? Mày không có đây luôn chứ mày. Thế.